Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái cách mình ghim cố định cái màng phủ ni lông ở trên luống đất trồng. Ở trên màn hình mọi người đang thấy là kết quả sau khi mà mình đã phủ ni lông và tiến hành trồng cây. Dùng cái màng phủ ni lông này thì là nó rất mang lại rất nhiều những cái lợi ích. Nó hạn chế tối đa cỏ dại, giữ ẩm cho đất và giữ cho phân bón không bị rửa trôi, góp phần tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Cái cách ghim cái cố định cái màng phủ ni lông hôm nay mình giới thiệu đến mọi người, nó làm cực kỳ là dễ và tiện lợi. Mọi người có thể làm như sau nhé. Đầu tiên là ta giữ cuộn ni lông ở một đầu luống đất và kéo ni lông dọc theo luống đất trồng. Mọi người lưu ý là ta để thấp tay để không ảnh hưởng gió nhé. Mình lưu ý thêm cho mọi người là cái màng phủ ni lông ấy thì là mọi người cũng biết là nó có hai mặt như này. Tiến hành phủ thì mọi người cho cái có một cái hướng cái mặt nó màu đen hơn ấy, hướng xuống phía dưới, và cái mặt xám hơn thì ta hướng lên trên. Đây cụ thể đây. Đây là cái phía màu đen hơn đây. Thì ta hướng xuống đất, còn cái phần xám màu xám nhạt hơn này thì ta hướng lên phía trên như này. Màu dưới này đen hơn nhá. Đấy. Còn tiến hành ghim thì vật dụng để mình tiến hành ghim ở đây là mọi người nhìn có thể nhìn thấy ở đây. Vật dụng ở đây mình dùng là cái một cái đoạn cây nhọn hai đầu và cái dài khoảng 20 đến 25 cm. Đây mọi người có thể quan sát đây. Cái cây này thì là mọi người có thể chẻ ra từ cây tre mai. Rất là dễ làm thôi nhá. Lưu ý là mọi người chẻ tương đối là mỏng thôi. Để khi mà tiến hành ghim thì ta có thể bẻ cong được cái cây này. Để tiến hành ghim xuống đất. Và khi ghim thì ta bẻ cong cái đoạn cây nhọn hai đầu này vào phần giữa của cây và tiến hành cắm hai cái đầu nhọn này xuống đất này. Này nhá. Ta tiến hành cắm từng đầu một, cắm ở dưới này. Cắm đến khi mà cái đoạn ta bẻ cong này sát xuống mặt luống là được nhé. Sát xuống mặt luống như này là được. Đây. Rất là chắc chắn nhé mọi người nhé. Khi ghim cố định thì ta tiến hành ghim từng bên một. Theo cái chân của cái luống đất trồng đây thì ta ghim một bên trước. Ta ghim một bên trước này. Ghim một bên trước. Còn bên đối diện thì ta tiến hành kéo căng cái miếng bạt này ra rồi tiến hành ghim cái bên còn lại sao cho cái mặt luống nó được căng. Cái mặt luống này nó được căng để mình tiến hành những cái bước tiếp theo để tiến hành đục lỗ trồng, hoặc là để trồng thì nó được đều và đẹp hơn. Cứ lần lượt như vậy dọc theo cái chiều dọc của luống đất. Và những cái điểm ghim này cách nhau khoảng 0,5 đến 1 mét dọc theo cái chiều dài của luống đất nhé. Đấy, mọi người cứ tiến hành ghim như vậy thôi. Ở trên màn hình mọi người đây thấy đây là kết quả mình nó tiến hành ghim và trồng cây rồi. Cũng đã được hơn 1 tháng rồi nhưng mà màng phủ vẫn chắc chắn nhé. Cái cách làm này sau khi ghim ấy mình thấy nó là đặc biệt là rất chắc chắn, không bị bung ra. Và sau này ấy, đặc biệt là sau này sau khi mà sau vụ thu hoạch ấy thì
mọi người đi gom cái ni lông lại thì nó cũng dễ dàng hơn. Ni lông nó không bị lẫn đất đá và cỏ dại. Mọi người đi thu gom lại thì nó rất là nhàn nhé mọi người nhé. Và với một cái đoạn video ngắn ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến mọi người là cái cách làm như vậy. Mọi người có ai còn có cách làm khác thì hãy bình luận vào phần dưới của video để mình cùng biết thêm với nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Cuối cùng rất mong mọi người ủng hộ bằng cách là like, đăng ký kênh và ấn chuông để nhận các cái thông báo cho các video lần tới của mình. Mình chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Bye bye.